Chào các bạn quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ chiến đấu Zombot ở chế độ Benny Pursuit nha các bạn. Chúng ta chỉ còn 17:23 nữa là kết thúc cái phần chơi này rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ kiếm những cái seed pack của cây Wasabi Sweep. Rồi, mình vào chậm thôi các bạn. 2 chế ớt thì mình sẽ được 15 nè. Thôi, mình ăn 1 chế ớt thôi các bạn ơi. Mình để ý mình qua 2 chế ớt là mình đánh không nổi nữa. Rồi, chúng ta vào rồi đây các bạn ơi. Mình sẽ làm cạn 4 thanh máu của nó trong 3 phút các bạn. Mình phải chọn cái này đây. Một chế ớt thì mình chỉ cần, mình nghĩ mà mình phải chọn 2 thôi, không cần chọn 3 đâu. Mình bỏ ra 5 viên kim cương, mình cố gắng mình lấy lại 5 viên. Ôi trời ơi, toàn là zombie thứ dữ. Có cái cây rồi, sử dụng cái quạt này các bạn. Rồi, chuyển thôi. Ở đây đi. Thôi. Ở đây mình sẽ cho một cái hàng này. Đó. Một hồi ở đây ba cây này nữa các bạn. Cây này phan. Bánh cho nó tê tả luôn. Đó. Rồi, chiến thôi các bạn. Một hồi mình sẽ lấn cái cây wasabi ra các bạn. Đó. Đó. Một thanh rồi. Mày hả? Ô. Thêm một phát nữa. Ồ, nó lấy xanh của mình. Mày hả? Nó lấy xanh của mình. Mày hả? Nói chung là rừng xong rồi, rừng to rồi. Thêm đây một trái dưa nữa. Mày hả? Nó mạnh ghê. Mày hả? Ở cái hàng này nó lụm cái hàng này của mình rồi. Rồi chưa chết luôn các bạn. Mày hả? Ồ, nó to rồi các bạn ơi, to rồi. Mày hả? Không được viên kim cương rồi, còn 25 giây nữa. Vậy là cái này không ngon các bạn ơi. Chọn cây này không ngon rồi. Mặc dù cái cây này nó được bút. Không được viên kim cương nào luôn các bạn. Cái này là mình, thế này là thế phòng thủ rồi. Thế này hơi dở rồi các bạn ơi. Thế trận này mình hơi dở rồi. Mình kiếm được 10 cây six pack của cây wasabi web rồi đây. Trận thứ hai thì mình sẽ lấy được 10 cái nữa các bạn, mình phải cố gắng.
Tiếp tục luôn các bạn ơi, tiếp tục trận thứ hai là một chớp luôn, mình đánh hai chớp không nổi đâu. Mình chọn cái này thôi, hai cái thôi các bạn, hai cái thôi. Chiếc này mình không để mất kim cương nhiều, đâu có cái con này nữa nè. Để mình coi coi, mình bỏ trái dưa hấu đi, trái dưa hấu này khá là yếu luôn. Rồi tạm thời như vậy các bạn ơi, chiến thôi. Cây này thì nó quất không tới các bạn. Còn 6 cho mấy nữa. Rồi chuyển thôi. Đó, quạt cho nó một cái nữa. Quạt cho nó một cái nữa. Mày hả? Mày hả? Nó chạy rồi. Ô, à cái này mình không trồng được ta. Mày hả? Thêm 8 xuống cối nữa các bạn. Mày hả? Đồ nó lấy sân của mình kìa. À, nó to rồi. Trận này quánh nhanh rồi các bạn ơi. Đó, giăng được một viên kim cương rồi. Viên rồi, thơm rồi, trận này thơm rồi các bạn ơi. Oh, nó tấn công mình thằng này, mày hả? Đâu rồi? Đáp xuống đây. Mày hả? Rồi được có 2 viên thôi các bạn, mình còn 8 giây. Rồi trận này mình cũng lỗ luôn rồi. Vậy là mình được bây giờ mình sẽ lên level 5 của cây Wasabi Sweep đây. Đó, đủ update luôn rồi các bạn ơi. Đó, mình sẽ quánh một trận nữa các bạn. Bây giờ trước khi quánh thì mình ngưng cái này đi các bạn, mình coi mình có thể chiến luôn đi. Rồi chiến này là 4 phút trong
3 phút và 4 thanh máu các bạn. 1, 2. Và lần này thì mình phải thêm cái này nữa các bạn. 10 viên đi. Quánh cho nó mạnh. Thường thì cái trận thứ 3 nó sẽ khó nhằn hơn hai cái trận đầu các bạn. À, nãy giờ mình lấy cái này cũng là đường rồi. Trời, nâng cấp tới 10.000 điểm lận. Chuyển luôn. Rồi, trận này hiện tại đang ngon các bạn. Chuyển thôi. Ở đây thì từ từ đi. Đó, vẫn là tao xuống cổ luôn các bạn. Rồi, vừa đủ xanh luôn. Đó, cạn một thanh rồi. Mày hả? Ủa, cái hàng trên này. Mày hả? Ồ, nó lấy xanh của mình. Mày hả? Ờ, còn một thanh nữa thôi. Ồ, nó sắp to rồi. May hả? Rồi, nó to rồi các bạn ơi. Trận này thắng rồi. Mình còn một phút mấy bây giờ, đây là cơ hội để mình kiếm kim cương đây. Mình nghe tiếng kim cương vang ra, đúng rồi, được một viên rồi. Mình lại nghe tiếng kim cương vang ra mà. Đó. Không có văn viên nào luôn. Văn được một. Nó rồi. Nó đâu. Nó ở đây. Nó được hai viên rồi các bạn ơi. Ai. Mình chỉ được hai viên thôi. Trận này lỗ tới 8 viên. Đó. Và level 5 lên tới gần 200 cái bách lần các bạn ơi. Mình không đủ rồi. Đó. Rồi, ZVS của chúng ta còn đợi 15%. Và chúng ta sẽ cố gắng quánh cái này, ba cái trận này nữa các bạn. Đó. Và mình sẽ chiến tiếp. Rồi, mình xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.